Sơn Hoàng Nhật Bưu Điện xin chào cả nhà. Em tiếp tục lên sóng một con máy hút ẩm. Hút ẩm các bác nhá. Nhiều bác chưa phân biệt được hút ẩm và máy lọc không khí bù ẩm. Hút ẩm là giảm các cái độ ẩm trong môi trường xuống, ví dụ như ngày nồm ở miền Bắc các bác ạ. Các bác thấy nhà cửa ướt, ẩm ướt thì các bác dùng máy hút ẩm để làm giảm độ ẩm xuống. Còn máy lọc không khí là có tính năng lọc không khí, khử mùi và bù ẩm. Hai máy này trái ngược nhau về công năng các bác nhá. Một con bù ẩm những ngày khô, còn một con máy này nó hút ẩm những ngày nồm. Đấy, phân biệt các bác phân biệt là như vậy. Ở đây em sóng lên sóng một con máy hút ẩm số 16 của hãng Mitsubishi. Đối với hãng Mitsubishi thì hút ẩm nó đứng hàng đầu trong phân khúc rồi, chạy cực êm, hút khỏe. Đấy, con này hiện tại đang hút coi nhá, chạy rất là êm luôn. Đấy, hút ẩm của hãng Mitsubishi. Con máy rất là mọc, cái bọn Mitsu này con này nó thiết kế cực mọc luôn nhé. Đây. Giao diện thì toàn bộ tiếng Anh, hàng sản xuất tại Nhật, Made in Japan. Đấy, giao diện tiếng Anh rất dễ sử dụng. Màn hình thì các bác có thể cài đặt được độ ẩm theo ý, ví dụ các bác muốn cài đặt trong phòng nhà mình xuống 50% thì máy tự động hút đến đúng 50% độ ẩm thì dừng lại. Đấy, các chế độ hút ẩm riêng biệt này, sấy quần áo, hút ẩm, đảo cánh gió này, hẹn giờ, các chức năng đầy đủ. Đấy. Con này bình nước nó nằm ở trong khu vực này các bác nhé. Bình nước nằm đây nhé. Bình nước này chắc tầm khoảng 3 lít, 3-4 lít gì đó. Đấy. Em không đo bao giờ, không biết. Đấy. Con này thì công suất hút của nó là 16 lít một ngày. Một con máy rất là vừa phải. 16 lít một ngày. Điện 220V nguyên bản các bác nhé, chứ không phải là đấu đổi nguồn đâu ạ. Đây là những cái hàng sản xuất tại Nhật để xuất đi các nước. Đấy. Toàn bộ là sản xuất tại Nhật, chạy rất là hay luôn. 275W hút 16 lít. Đấy. Máy nhỏ gọn, chạy êm, mỏng. Con này thì lấy gió phía trước, cho nên là hoàn toàn các bác có thể để phần lưng này sát tường được. Đấy. Mỗi máy nó sẽ thiết kế một kiểu. Con này có cái ưu điểm là như vậy. Tưởng là thiết kế ưu điểm rất là nhỏ thôi nhưng nó lại là một cái ưu điểm rất là hay. Đấy. Con này thì em bán là 4 triệu, giá chưa phí vận chuyển. Các bác nào lấy thì các bác liên hệ nhé. Chào các bác.